về rồi á hả? Đi lâu gì mày? Ừ, đi trễ là có mục đích đó, sống cho mẹ được Tết mê. Đu, nay sang giữ mua được mấy cái áo. Đây, mua cho má đôi giày mới cho má đi chúc Tết cho nó sang. Tại sao mẹ mua áo mới cho tao? Cái áo tao nó rách vậy rồi nè. Nó chê hả? Thì để tao, mày đừng có lo ý. Tết đến ngay đầu ngõ, Tết đến bên hiên nhà, Tết quanh nồi bánh chưng, mẹ và bé đang ngồi chung. Ai nói con không lấy, con chụp nữa má. Nghe bố chú ông bà, tao sẽ rằng mua lòng. Thật là thân mới đang lì xì, cánh hoa đào cánh mai, dùng lăng khoe thắm mùa xuân. Đón xuân về thắm tươi, đầu quyền vui bên cả gia đình. Các bác làm tóc ăn Tết chưa? Cám, cám ơi, cám à. Gì vậy? Qua đây kiếm gì không vậy? Trời, thấy chị không nè, nè, thấy gì không? Nay đâu có gì lạ không, gì lạ không? Trời, mới làm tóc ăn Tết gì nè, thấy không? Trời ơi, tôi nói không? Không, tôi mới đi nói tóc, tôi đi dũi tóc được không? Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp không, đẹp không? Thì gốm. Thôi, mẹ có tiền mấy trăm ngàn làm như tao, nói đại đi. Thấy đẹp lắm tỷ á mày. Mệt. Mày đem ra gốc đây tao đấu bánh cho. Trời ơi, vừa cực tức chân à. Vừa dục lắm chứ. Hả? Mẹ này bị điên diễn hả? Tóc đẹp quá, tóc mới làm tóc vậy đẹp quá. Ủa chưa miếng thôi nhờ. Đẹp quá, đẹp quá. Bảy ơi, xin chết anh có thể về làm đồ ăn cơm coi. Còn gì nữa đâu. Đó, đẹp chưa? Trời ơi, đẹp ghê luôn chị ơi. Em công nhận chị làm tóc về đẹp ghê luôn. Hả? Im và đừng có nói thêm một tiếng nào nữa. Hả? Bỏ cái ngựa đi mần tóc ăn Tết. Mần xong cái khẩu ăn Tết luôn. Kêu con cái gì không mà? Trời ơi, trời ơi, đi mua tao cái này, cái bột này. Đi về ơi, nó kẹo ăn chơi nè. Nghe anh kẹo kẹo chết cái gì vậy? Trời trời ơi, đi mua liền, đi mua liền. Nha má ơi, bột nha. À, mua bột về rồi hả? À, vậy thôi, quên nói này nữa. Đi mua ít cái hành về, về bỏ vô cái nước tốt ăn thử không ăn. Đi đi. Đi gì đi. À, má ơi, tao vô nè. Vô nghĩ là nắng mạnh chết nha. Cái này quên nói này nữa. Mày chạy cho tao con bịch muối luôn, bỏ miếng muối vô dằn chè nó ngon nghe không? Thôi dẹp luôn đi, anh thử làm cho có chút được hay nữa, hay nữa giỏi thì làm đi, tao làm đâu giờ làm đi. Mọi người đã trở lại với chuyên mục hậu đậu nhưng thích làm nào. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một món chè bưởi đậu xanh nước cốt dừa. Khi coi hàng loạt video làm món ăn tại nhà trên TikTok thì tôi quyết định order bếp của mẹ để về làm thử. Đôi tay thần thánh đầy chính chuyên nghiệp và đổ bể thì hôm nay chúng ta sẽ đi bưởi và ngâm đậu. Không có
có thời gian nên chúng ta sẽ ngâm với nước nóng cho mọi người 2 tiếng lần. Sau đó là hết, chúng ta lấy chuối vô hấp đậu cho mọi người, lỗ bự quá rất hết trơn. Ngâm bữa thì chúng ta sẽ trộn giá đường nha, công suất tỷ lệ có sẵn ở trên trên hướng dẫn luôn. Nó bếp đảo 2-3 phút rồi quất thêm bột năng vô nè là được rồi. Cô mẹ hướng dẫn tận tình bỏ từ từ bột năng rồi trộn lên để nó nóng cục cục nha mọi người ơi. Sau đó chúng ta sẽ luộc bữa nha mọi người ơi, luộc bữa cho nó chín thì chúng ta ăn mới được, vừa luộc bữa vừa coi hướng dẫn. Sai lầm nhất của em chính là hòa tan mấy cục đường này mọi người ơi, nhớ đặt để ra nha. Bỏ bột năng, bỏ chè bưởi, bỏ đậu vô là chúng ta sẽ có một nồi chè bưởi rồi và làm nước cốt dừa quất luôn. Nước cốt dừa có sẵn rồi mọi người. Màu vàng miếng nước cốt dừa nè, ngộ nó to. Anh thử chén chè bưởi con mới nấu nè. Xin lỗi mà chị dễ con bài hả? Được ơi, bữa nay trời sập cái gì mà làm chè được mày? Được ơi. Đâu phải không? Bếp của mẹ có đầy đủ tất cả các thứ luôn, chỉ cần làm theo công thức này thôi à. Nó con đó. Trời ơi, tôi tưởng hay. Trời ơi, con cá của đi đâu vậy hả? Trời ơi, có gì đâu cưng. Chị ơi, chị đi phụ đám cưới của thằng Tèo con Sáu ở trên xóm trên mình đó nè. Trời ơi, nó cưới được vợ rồi đó, còn mày kìa nghe. Ủa, cái gì? Thằng Tèo nó có mồm hả? Ủa, nó có vợ luôn hả? Trời đất ơi, nghèo như nó mà cũng có vợ nữa hả? Trời ơi, tưởng nó mê trai không đó mày ơi. Ba nó mừng muốn chết kìa. Ở đó vừa gì mà ngại. Còn mày sao lại, có bầu chưa? Tại con thì con chưa có đâu, trời ơi. Con có thằng bầu là con phải có thằng xứng đáng. Chứ 12 thằng trước. Yeah. Vậy trời đó con. Trời ơi, mày làm gì giá dữ vậy mày? Con mà khóa bộ hả? Trời ơi, bộ con phải góp tiền cho con đầu tư chứng khoán. Coi nè, con có đi du lịch vừa Thái Lan vậy ghê à, 4 triệu tới 6 triệu thôi. Vậy, mày nói vậy? Còn nhà anh đeo đơn hết chứ gì? Thì con kiếm bộ khác, kiếm cha gì bộ? Đại đại tao xíu, đại tao xíu, chuẩn bị một cái ra liền. Nè nè, tao dọn mền gói cho mày nè. Cái đường ngủ đi, trời ơi, trèo cao quá hả mày? Mơ hả con? Cái mặt với cái mền rách, chị tưởng mày cao xa hả mày? Hả? Đâu có mơ đâu. Thiệt chứ bộ, con không kiếm được hết á. Tại hôm nay xui chưa kiếm được hết thôi. Ờ trời ơi, chừng nào kiếm được thằng đó nhớ kêu tao lợi nha. Ờ tao lợi dọn cái bàn thờ nhà đó cho mày lên mày ngồi luôn cho dễ. Hả? Không thích thai, cười cái gì? Hả? Ngài nhận qua Tết cung thanh ý giỏ. À ha, thì đây là quà của TikTok. Mới ngủ dậy luôn, vừa có mặt xong. Có mấy anh chị gửi quà nữa. Ú, là một đôi giày. Một đôi giày của chị Vinh nha mọi người. Chị Vinh mà cái chị mà tôi mua giày quay clip á. Vậy là hôm nay nó có giày của tớ. Hôm nay đâu giờ rồi. Ok, hôm nay nó giày của tớ. Một đôi một sáng. Đây là chị đội Bình Dân thôi má ơi, chứ không phải là đội mất tiền đâu. Nhưng mà cảm ơn chị Vinh nha. Hello mọi người, thì tiếp tục chuyên mục mở quà đó mọi người. Quà từ này là từ con vợ luôn nha. Hình nó đây. Rồi, bây giờ mình mở quà nha mọi người. Thật sự là biết cầm rồi. Cúc này mình đánh caro vậy, mình lội đi chị. Rồi. Chào mọi người. Đây là quà từ Tạ Công Bằng đó mọi người. Mọi người có ai không? Rồi. Không có nhà làm của Tạ Công Bằng với bà nội làm nha mọi người. Chắc là cái này của nội làm chắc nè. Cái này của Bằng mẹo mẹo là chắc chắn của Bằng làm. Chúng ta giờ con này của nội là thẳng đơn nè không? Của Bằng mẹo nè. Rồi. Mọi người ơi, thì hiện tại thì mới chụp xong 24 bộ ảnh dài. Nhưng mà mới nhận được thêm phần quà nữa mọi người. Đây là quà Tết của mấy anh chị ở trên TikTok gửi cho tôi á. Mình chị cũng thảm dài. Giờ nó tỉ trang hay là quay luôn. Trời mấy má xin lỗi mấy má nghe. Muốn gửi em không phải muốn gửi là gửi được đâu nha mấy má. Bạn nào mà gửi đồ mất tiền xin lỗi xin phép không nhận nha mọi người. Tôi đã giờ vậy đó. Nhưng mà tốt nhất mấy bạn đừng có nên gửi quà luôn nha mọi người ơi. Thật sự. Một cái áo dài. Cái gọi thành ý rõ là rõ thành áo dài. Đây là quà của anh Thơ nha mọi người. Ngoài quần áo thì chị này anh Thơ gửi cho em đồ ăn bình thường. Mấy má gửi cho em tàn và khô rồi không à. Hôm nay em đã có số khác. Không biết của ai luôn. Không đâu. Này là em quan mang nhất trong cuộc đời luôn nè mọi người. Trời ơi coi. Em hết trong cái coi địa chỉ ai ở ngoài Hà Nội vô ta. Mà qua trong clip này toàn là anh chị em quen biết không à. Lúc mở ra thì phải vỡ lẽ. À ha. Thì ra đây là quà của TikTok. Trước đây là một trong những chương trình livestream nào đó của TikTok chị mọi người ơi. Ôi là trời, bình thường TikTok ở trong Sài Gòn mấy má ơi. Hôm bữa gửi cái cúp em tưởng có cái cúp không hay gì có quà này nữa nè. Thì này hình như là từ TikTok livestream á mọi người. Em có một cái khẩu trang, một cái áo, một cái background, một cái túi, dặn như là một cái gói. Còn mền đồ các thứ là em có gọi trời em có hơn một đống ba đồ rồi. Cảm ơn TikTok Việt Nam. Một cái khẩu trang của TikTok Live nha mọi người. Tiếp tục lại là một cái lớn hơn. Em được hơn mười mấy cái hơn của TikTok rồi đó. Không biết đâu nữa. Nhiều quá trời luôn. Nhưng mà đúng không mọi người, mỗi lần nhận quà mới là tao cũng vui hết trơn. Cảm ơn TikTok Việt Nam và cảm ơn mọi người đã gửi quà cho em nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Ủa lộn, buổi chiều vui vẻ. Ôi la la. Không biết còn cái gì tối không ta. Ai biết đâu. Mọi người nhớ like với cho em nha.
ơi là trời, tao nói khùng nó điên gì vậy trời. Khi hàng xóm của bạn thích nổ. Trời ơi, cáo mấy bữa gài không có thời gian qua nhà cưng chơi. Trời ơi, chỉ nhà ngồi đếm tiền hoài mệt quá, bận quá em. Ai chị mới có chơi chị. Trời ơi, giết nhà như cây xăng nha. Chúng ghé gì nào ghé sáng ghét được, trưa ghét được, chiều tối ghét được chị hai em. À, hôm nay được gì ăn cơm. Trời ơi, anh trai tao anh luôn đâu 70 triệu một tháng đó mua cá lòng tông kho cô quẹt ngon lắm này ôi. Ở nhà đâu có gì ăn đâu chị. Trời ơi, làm gì mà không có đồ ăn cơm ghê em thương ghê không. Dạ không, tại hôm nay em ăn cơm tiệm không, không cơm nhà, bây giờ em đâu biết gì đâu. Em ăn cơm tiệm, chắc tiền dư quá ha. Tại em giàu mà chị. Hả? Tiền em sắp thành trọc em tán chứ còn đau nữa mà. À, chị định hỏi bay á, biết bên nay giá vàng á, nhiêu cây không? Vàng nhiêu chị, chị ra tiệm vàng, chị hỏi hỏi em làm gì? Hả? Trời ơi, tưởng bay biết. Hình rủ bay á, đi mua đâu á, 10 mấy 20 cây vàng về nè. Chị mua lần 10 mấy cây, ờ giờ mua vàng mã hả chị? Hả? Chị định đốt cũng bay. Vàng mã, vàng mã. Mua vàng thiệt về đó coi, để trưng chơi cho đẹp thôi. Chứ trời ai đeo, ai rảnh đâu mà đeo mày ơi. Nhóc đeo làm gì. Trời em hèn mọn, đâu có tiền đâu mua vàng lần 10 mấy cây như chị ơi. Em mua lần cả gỗ hộp sòn về em để cho gà, cho vịt, cho đựng vô nhà chị he. Trời ơi, đừng có nổ quá trời. Đừng có xạo xạo với tao. Nhà mày bộ đó mày đẻ kế bên kho đạn hay gì mà trời ơi nổ như vậy. Trời ơi, em nổ một thì chị cũng nổ mừng. Em khoe một thì chị cũng khoe mừng. Nhà em kế ổ đạn, chắc giờ chị không kế ổ bơm đâu he. Tao lấy gà đi qua đây khoe, có què cũng khoe. Xóm của tôi xài toàn là đồ hiệu thôi các bác. Ê cá vậy cá. Chúc mừng xuân thăm trời. Đó vậy có cá. Đó vàng hoa lơ khắp nơi. Đồng hoa hương. Đó nói vậy cơ, tôi có chơi đi nè. Qua đào vàng. Trời ơi chị qua chơi nha. Công nhận chị qua chơi vui ghê luôn. Em trốn thuốc vào giường ngay 12 giờ trưa thì cũng qua. Cái này dông chị mạnh lắm luôn nè. Ôi nghe nói mới sớm chiếc xe đạp mắc tiền lắm phải không, 500-600 ngàn lận phải không, qua coi coi làm sao nè. Đâu có đâu chị ơi, em sao mà sánh lại với chị được. Mà chiều nay tao đi ấm cưới mà tao không ra tiệm mấy cấp đâu, hôm nay tao sẽ tự trang điểm với tao luôn. Chị dưới quê em nghèo nàn, em xài cái set chuẩn nội địa Trung ở bên Chảnh Beauty nè chị, nó còn có nhạc nữa đó chị. Ghét ghê hà, đấu được hàng xịn với chị. Em khoe đồ mới hả, xin lỗi con không có đủ level để chơi bữa nay với tao đi cho con. Hôm nay tao mới đặt một cái set makeup trời nail 7-8 món 250 ngàn là cái cho mày biết, cho mày biết. Ở đây không có xài đồ nội địa Chung. Ơ, cha đồ hiệu luôn nha. Trời nail phát e 250 một set luôn nha. Xuất sắc chị ơi. Tao nói chị mà đặt cái set nó lên trên mặt thì như cái gì nè. Như cái phao câu gà vậy đó chị. Chị phao câu gà. Trời ơi, tao makeup mịn lắm luôn. Trời nail rồi nó mày có 250 ngàn lận, mày làm sao so sánh được chúng tao. Thôi thì chị cứ đánh hàng hiệu 250 của chị đi. Em nghèo nàn em xài sức này chị ha. Rồi cái mặt như cái bàn thì đừng có nói với em. Khi nhà bạn có chị có em. Mấy đứa ơi, nó kêu con gì không hả? À đi mày ra mày lấy mấy cái áo cái quần để em giặt. Mày ra mày đem đi giặt thôi. Ờ mấy ơi cho khỏi ăn giùm tao, tao chưa cho ăn nữa. Dạ rồi đi liền. Ủa dọn cơm đâu đi. Ờ mấy cơm ăn. Trời ơi con gái con lứa không phụ cha mẹ được, vậy cho mày coi đầu cổ mày kìa. Gái lứa mới giống ai không. Hả? Trời ơi con chuyện con mơ tùm lum không giúp được cái gì, cho nó đồ kia giặt không giặt nữa. Biết vậy tao đẻ chứ con vịt lộn được ăn mẹ rồi. Giờ tao lấy cho mày. Thôi buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Khi ngoài kia bão tố. Chưa nắng mày làm cái gì cút gì vậy đó. Hả chị? Trời ơi nghe nói đâu đâu mấy bữa đứa nào mạng nói em chết rồi chị. Bữa nay xương xương chưa có tròn 49 ngày, em còn hiện hồn về hạ phàm mà giang thế. Chúc phúc cho nó đó chị ơi. Để chị rảnh rảnh nhưng mà chị nghe em chúc phúc nha. Trời ơi đồ mất dạy. Tao còn sống nhăn nhăn nữa làm chết. Chết là chết tao. Hả? Ơi là chết.
cái con mà hư giữ chặt cái miệng của nó mà cái gì trời ơi, nó chữ khỏi rồi thai trời ơi người lớn hả, người lớn mà để con nó cứ chửi đầu cha đầu mẹ đầu ông đầu bà, nó cào mồ cút mã nó đổ xuống sông thì biết nhục không?